Lê Quang Liêm nói lời bất ngờ khi vô địch 3 giải đấu lớn chỉ trong 22 ngày. Lê Quang Liêm sinh năm 1991, từng khiến báo chí quốc tế ấn tượng khi vô địch 3 giải đấu lớn cờ vua liên tiếp trong thời gian chưa đầy một tháng. Tháng 6 năm 2019, anh tham dự giải vô địch cờ vua châu Á tại Hình Đài, Trung Quốc. Sau 9 vòng đấu, anh bất bại với 7 điểm và lên ngôi vô địch. Lê Quang Liêm đã đánh bại Sethu Ramen, Ấn Độ để giành chức vô địch với 11.000 đô la Mỹ tiền thưởng. Anh là kỳ thủ đầu tiên và cũng là duy nhất của Việt Nam đăng quang ở giải châu Á. Cuối tháng 6 cùng năm, anh vô địch Summer Chess Classic 2019 diễn ra tại Mỹ. Giải đấu quy tụ các tên tuổi lớn trong làng cờ vua như Howell David, Anh, Siam Jeffery, Mỹ, Sanren Sam, Mỹ, Tweet Darius, Mỹ và John Wan, Anh. Với 6 ván hòa và 3 ván thắng, anh đạt 6 điểm và giành chức vô địch Summer Chess Classic 2019 với 12.000 đô la Mỹ tiền thưởng. Đến tháng 7 năm 2019, Lê Quang Liêm tiếp tục đăng quang World Open 2019. Giải đấu diễn ra 9 ván hệ Thụy Sĩ với sự tham dự của 227 kỳ thủ, trong đó có 36 đại kiện tướng. Sau 9 ván cờ tiêu chuẩn, Lê Quang Liêm tranh chức vô địch với Jeffery Siam bằng cờ chớp. Cuối cùng, chiến thắng thuộc về Lê Quang Liêm. Đây là chức vô địch đầu tiên của anh tại World Open và là danh hiệu thứ 3 liên tiếp trong 2 tháng sau giải vô địch châu Á và Summer Chess Classic. Với thành tích quá khủng này, tờ Chess Base của Ấn Độ lúc đó đã đăng tải bài viết Lê Quang Liêm vô địch 3 giải đấu lớn trong 22 ngày. Khi đó, Lê Quang Liêm đã chia sẻ với Chess Base, điều quan trọng nhất là tập trung vào bàn cờ và học cách kiểm soát cảm xúc của chính mình. Cuối cùng, ai chơi cờ giỏi hơn sẽ thắng.